sẽ có tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta? Kẽm là một loại khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe tổng thể và đặc biệt là đối với một số các chức năng trên cơ thể của con người. Kẽm có một cái số tác dụng chính đối với cơ thể như sau. Thứ nhất là hỗ trợ hệ miễn dịch. Kẽm có vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó giúp sản xuất và hoạt hóa các tế bào lympho T, một loại tế bào trắng chịu trách nhiệm phát hiện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như là virus và vi khuẩn. Thứ hai là nó có tác dụng chữa lành vết thương. Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein và tăng cường phát triển tế bào, và điều này rất cần thiết trong quá trình chữa lành vết thương. Kẽm nó cũng giúp duy trì tính toàn vẹn của da và các mô khác. Cái thứ ba là chức năng sinh sản và tăng trưởng. Kẽm cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của cơ quan sinh sản. Nó cũng ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và sự phát triển của tinh trùng ở nam giới. Nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong các giai đoạn sinh sản của phụ nữ. Cái thứ tư là nó sẽ giúp hoạt động enzyme. Kẽm là một phần của nhiều enzyme thì giúp chúng hoạt động hiệu quả trong các phản ứng sinh hóa khác nhau trong cơ thể, bao gồm quá trình tiêu hóa này, quá trình tổng hợp DNA này và quá trình sản xuất năng lượng. Tiếp theo, điều thứ năm là nó sẽ giảm stress, oxy hóa và hỗ trợ chống viêm. Kẽm có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi các phần tử có gốc tự do có hại, và điều này nó sẽ làm giảm mức độ viêm và tăng cường sức khỏe tổng thể. Tiếp theo thì kẽm nó sẽ tác động đến cảm giác và vị giác và khứu giác. Kẽm rất cần thiết cho các chức năng thính giác này, vị giác bình thường này. Thiếu hụt kẽm có thể là dẫn tới các sự suy giảm của các giác quan này. Tóm lại thì bổ sung kẽm rất cần thiết khi chế độ ăn không cung cấp đủ lượng kẽm cần thiết. Tuy nhiên ấy, nếu mà các bạn bổ sung lượng kẽm quá nhiều cũng có thể gây hại, bao gồm ức chế hấp thu các khoáng chất như đồng và gây rối loạn tiêu hóa, một số trường hợp gây buồn nôn. Và để đảm bảo mức độ kẽm phù hợp lý, các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu sử dụng kẽm nhé.